Gia đình Do là người nguyên thủy sống trong hang động, bởi vì thế giới bên ngoài vô cùng nguy hiểm, những người trong gia tộc đều không may gặp nạn, có người thì bị voi dẫm chết, có người thì bị rắn ăn thịt, có người thì bị muỗi đâm chết, còn có cả người chết vì bị cảm nữa. Bởi vì sợ chết cho nên dù gia đình Do coi như vẫn an toàn, nhưng vì đến no bụng, họ vẫn phải mạo hiểm ra ngoài kiếm thức ăn. Người bố vừa ra ngoài cửa liền nhen nanh múa vuốt, dọa con tắc kè hoa ngoài cửa chạy mất dép. Xác nhận an toàn, cả gia đình chuẩn bị ra ngoài săn bắt. Lúc này họ phát hiện ra một quả trứng chim dê, nhưng mà đối thủ cạnh tranh cũng đã chờ đợi sẵn. Người bố chuẩn bị dùng đồng xu để quyết định ai ra trận trước. Không có đồng xu thì phải làm sao? Chỉ thấy người bố hất tung bà cụ lên, bà cụ thành công tiếp đất bằng đầu. Không cần nghĩ, chắc chắn là người phía sau ra trận trước rồi. Con trai lớn ra trận đầu tiên, thuận lợi lấy được trứng chim, nhờ sự nỗ lực của cả nhà, cuối cùng trứng chim cũng tới tay, tuy ít ỏi, nhưng cũng coi như là một bữa ngon rồi. Lúc này bố giơ ngón tay ra, đo độ cao của mặt trời chuẩn bị xuống núi rồi. Cả nhà họ lại quay lại hang động, câu chuyện trước khi ngủ là không thể nào thiếu được. Người bố lại kể câu chuyện quái vật ăn thịt người để thể hiện sự anh dũng và củng cố địa vị của mình trong gia đình, cũng là vì bảo vệ cho người nhà tốt hơn. Lấy xương đánh răng, người mẹ cũng trải xong mền, chuẩn bị đi ngủ. Tình yêu vĩ đại của bố được thể hiện rõ vào lúc này. Người ta có câu con gái lớn không phải con của bố mẹ. Tối nay cô con gái gặp phải một chàng trai lang thang. Chàng trai từng trải đời, biết rất nhiều kỹ năng sinh tồn. Cô con gái chưa từng nhìn thấy lửa cho nên vô cùng phấn khích. Trước khi đi, chàng trai nói với cô, ngày tận thế của thế giới sắp tới rồi, bảo cô ấy nhanh chóng rời khỏi đây. Cô ấy đương nhiên là không tin, không còn cách nào khác. Chàng trai tặng cô gái một con ốc biển, nói với cô chỉ cần gặp nguy hiểm thì thổi ốc biển, anh ấy chắc chắn sẽ lập tức tới cứu. Và thế là chàng trai đã rời đi. Cô con gái lớn quay về nhà, kể cho người nhà nghe về chuyện mình gặp được chàng trai, khiến cho cả nhà trở nên hoảng sợ. Cô con gái lớn còn thổi ốc biển, không may là cả nhà họ hoảng loạn dẫm đạp, khiến ốc biển bị hỏng. Cô con gái lớn tức muốn phát điên lên. Lúc này lời tiên tri của chàng trai đã ứng nghiệm, cả thung lũng rung lắc, xảy ra động đất. Người bố dùng cơ thể mình bảo vệ người nhà, nhưng trận động đất này đã hủy hoại chỗ ở của họ. Nhưng họ không ngờ rằng một vùng đất mới đang chờ đợi họ, những nguy hiểm và sinh vật chưa lường trước được. Bố dự định dẫn người nhà đi tìm hang động mới. Trên đường đi, họ phát hiện ra chuột mặt voi, chuồn chuồn đeo mai rùa, rơi đèn lồng, còn có cả khỉ mặt than thích đánh người, đánh cho người bố không có sức lực chống trả. Lúc này, một con hổ nhuộm lông xanh xuất hiện. Trong lúc cấp bách, người bố đã tung tuyệt chiêu ra, nhưng lại không đánh trúng. Cả nhà họ bị dồn tới góc xê ức, không ngờ đó lại là chân động vật. Họ được đưa tới một vùng đất trống. Lúc này người bố phát hiện ra một hang động, cả nhà họ vội vàng trốn vào trong đó, nhưng không ngờ hang động lại đóng cửa lại. Thì ra đây là một con cá voi lục địa, cả nhà họ bị cá voi phun ra. Lúc này mặt trời lại xuống núi, đàn cá voi cũng đóng miệng lại chuẩn bị đi ngủ. Lúc này một con chim nhỏ màu đỏ chui lên từ bụi cỏ, sau đó hết con này tới con khác, chim kết thành đàn bay lượn trên bầu trời. Chỉ thấy bọn chúng xông về phía một con cá voi vẫn chưa ngủ, trong 2 giây liền biến thành một bộ xương. Lúc này con gái lớn liền nhanh trí, cầm ngà dê ở dưới đất cố gắng thổi. Vừa hay chàng trai ở gần đó nghe được tín hiệu cầu cứu, chàng trai kịp thời đi tới, lập tức châm lửa, thuận lợi cứu được cả nhà Do. Gia đình chưa từng nhìn thấy lửa giống hệt như phát hiện vùng đất mới vậy, không chỉ làm bóng ngón chân của người bố, không ngờ bà cụ còn bỏ vào miệng, vừa nhổ ra, liền đốt cháy mông con trai lớn, khiến cậu hoảng sợ bỏ chạy một mạch, đốt cháy cả vùng thảo nguyên. Nhưng điều bất ngờ là, họ đã vô tình đốt cháy khu đất trồng ngô, chỉ thấy một bát ngô khổng lồ lao lên trời, biểu diễn một màn pháo hoa. Bỏng ngô bắt đầu rơi xuống đất, thế là cả nhà họ lại được một bữa no nê. Để thuận lợi tìm được hang động, người bố đã bắt cóc chàng trai. Trên đường đi, nhờ kinh nghiệm sống trong hoang dã của chàng trai đã giúp đỡ gia đình Do, khiến họ lần đầu tiên nếm được mùi vị của thức ăn chín, còn làm dày cho họ, đề phòng bị gai đâm vào chân. Dùng chuối mua chuột khỉ xã hội, đi trên xà cao để tránh né hổ dữ. Trời mưa còn phát minh dao, bởi vì chàng trai thông minh, cho nên cả nhà họ đã dần thích anh ấy. Nhưng người bố lại cảm thấy như bị đe dọa, vì chứng minh bản thân tìm lại tôn nghiêm của mình. Người bố cũng bắt đầu động não, phát minh ra một số thứ khiến người ta không hiểu nổi. Công cụ giao thông này người bình thường sẽ không dám ngồi. Máy ảnh tự động, dựa toàn bộ vào tay, có thể sẽ rất tốn răng. Não là một thứ tốt, nhưng tiếc là người bố không có. Người bố phẫn nộ, bắt đầu ẩu đả với chàng trai. Không may hai người bị rơi xuống nhựa đường, dù vùng vẫy thế nào họ cũng không thoát ra được. Chàng trai nói với người bố, người nhà của anh ấy bị mắc kẹt trong nhựa đường, không thể nào thoát ra được nữa. Người bố nghe xong thì không tức giận nữa, đồng thời cổ vũ chàng trai nghĩ cách. Chàng trai lập tức nhanh trí nhớ ra con hổ, chuẩn bị nhờ nó kéo hai người lên. Hai người được cứu, thuận lợi thoát hiểm. Lúc này cả nhà họ đi tới một vùng đất mới, chỉ cần bọn họ bước thêm một bước thì liền có một vùng đất an toàn. Nhưng đúng lúc này, một tiếng động lớn vang lên, trước mặt bọn họ xuất hiện một khe nứt lớn. Lúc này đối mặt với an nguy của cả nhà, người cố cuối cùng cũng thông minh hơn. Người bố dự định dùng sức lực của mình ném từng người nhà sang phía đối diện. Lúc này tình cha vĩ đại được thể hiện rất rõ. Người bố nói với con trai rằng, con qua đó rồi tức là bố cũng qua đó rồi. Người bố dùng sức lực cuối cùng ném con gái sang bờ bên kia. Nhìn thấy người nhà bình an đắp đất, một mình người bố quay về hang động. Nhưng đúng vào buổi tối, người bố nghe thấy tín hiệu cầu cứu mà con gái lớn phát ra. Người bố bắt đầu lo lắng, bởi vì tình cha lớn như núi, cho dù phía trước có khó khăn hiểm trở, người bố cũng phải quay về bên cạnh người nhà để bảo vệ họ. Cuối cùng ông ấy đã dùng trí tuệ của mình để nghĩ ra cách.
ông ấy bay tới chỗ con gái và người nhà, đoàn tụ cùng họ, còn dùng cả phát minh của mình để chụp ảnh gia đình. Tình yêu vĩ đại của bố thường bị chúng ta phớt lờ. Dành tặng bộ phim này cho bố của chúng ta. Bố đã vất vả nhiều rồi. Bộ phim tới đây là hết. Hẹn gặp lại.